Trứng bán trứng nhiêu vậy anh? Một trứng 4.000 anh. Trứng 4.000. Sáu trứng. Sáu trứng. Đây là cái xe hút trà nướng của ông anh ở góc đường giếng nước Mỹ Tho. Đây là đường đường Giặc Sinh đây này. Đây đường Giặc Sinh đó. Đây đường Giặc Sinh. Này anh bán đây lâu chưa? Gần chục năm ở đây hả? Ghê hả? À, bán chỗ này không thôi hả? Anh là bán đây 10 năm rồi nha các bạn. Tính vậy 4.000. Ăn ở đây là có phục vụ nước tận nơi nha. Vậy. Đừng đập cái nha các bạn. Nóng à? Đâu. Dạ không. Nóng quá các bạn. Nóng cực kỳ các bạn ạ. Nóng cực á. Xong rồi phải nghiêng chứ hả? Đứng lại. Vị rất là vừa các bạn. Các bạn biết sao mà cái này phải ăn kèm với rau răm không? Trứng gà, trứng vịt á, nhất là các bạn ăn vịt lộn á là phải có rau răm, tại vì là ở trong trứng gà, trứng vịt đó, nó có cái gì đó mà ăn vô là rất là sung. Bởi vậy là mình phải ăn kèm với rau răm cho nó giảm bớt lại. Còn
như tôi á, thì bình thường không có ăn trứng này cũng vậy á, tôi là thường là sáng là tôi phải uống ly sinh tố rau răm rồi nhé các bạn. Các bạn có đi Mỹ Tho á, thì các bạn đi lại cái góc đường Lý Thường Kiệt với lại đường Giặc Sinh, ngay cái chỗ giao nhau giữa hai cái giếng nước á, quẹo vừa quẹo vô một cái đó, chỗ đó quay nhiên vậy hả đó. Cái chỗ đó là giặc đây này, cái bảng trên tranh này, này là giao cái tên, cái bảng tên đường này là giao Lý Thường Kiệt với lại Giặc Sinh này, để các bạn đi vô một khúc là có chè đó đó. Sao mà quay nghiêng dữ vậy? Hành tiếp nha bà. Ngon. Nóng. Nóng giòn luôn nè các bạn. Ngon lắm. Nào có đi ngang thì nhớ ủng hộ nha. Ông cổ nó hả nhiều năm hơn, nhiều tuổi hơn, không nhiều hơn Sài Gòn á. Ở thành phố này á, người ta làm du lịch hơi khó phát triển du lịch. Trên á, cho mình thích khoái cái cảm giác mình ngồi ở trong vỉa hè vậy này, ăn vặt rồi nhìn ra đường như này đó. Đó, buổi chiều người ta đi tập thể dục ở đâu rồi. Đằng xa đó là giếng nước Mỹ Tho. Đây là xe của ông anh. Hai người mà chén hết 6 thụt gà các bạn cũng hơi no rồi. Xem ly sinh tố này chắc chắc ngứa luôn á. Uống cà phê. Đây là cà phê rang xay nha mấy bạn. Cà pha hơi ngọt.